Vì độc giác thừa không có sở hữu nên chánh đẳng giác thừa cũng không có sở hữu. Vì chánh đẳng giác thừa không có sở hữu nên hư không cũng không có sở hữu. Vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu. Vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu. Vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu. Vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu. Vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số vô lượng vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện hiện vì ngã cho đến cái thấy hoặc thanh văn thừa, độc giác thừa, chánh đẳng giác thừa hoặc hư không đại thừa. Vô số vô lượng vô biên tất cả pháp, tất cả đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện vì ngã cho đến cái thấy không có sở hữu, nên Bồ Đặc Giả La của thanh văn thừa cũng không có sở hữu. Vì Bồ Đặc Giả La của thanh văn thừa không có sở hữu, nên Bồ Đặc Giả La của độc giác thừa cũng không có sở hữu. Vì Bồ Đặc Giả La của độc giác thừa không có sở hữu, nên Bồ Đặc Giả La của chánh đẳng giác thừa cũng không có sở hữu. Vì Bồ Đặc Giả La của chánh đẳng giác thừa không có sở hữu, nên hư không cũng không có sở hữu. Vì hư không không có sở hữu nên đại thừa cũng không có sở hữu. Vì đại thừa không có sở hữu nên vô số cũng không có sở hữu. Vì vô số không có sở hữu nên vô lượng cũng không có sở hữu. Vì vô lượng không có sở hữu nên vô biên cũng không có sở hữu. Vì vô biên không có sở hữu nên tất cả pháp cũng không có sở hữu. Do ý nghĩa như vậy nên nói đại thừa có thể bao trùm hết vô số vô lượng vô biên hữu tình. Vì sao? Thiện hiện vì ngã cho đến cái thấy hoặc Bồ Đặc Giả La của thanh văn thừa, độc giác thừa, chánh đẳng giác thừa hoặc hư không đại thừa, vô số vô lượng vô biên tất cả pháp, tất cả đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện nên biết, như cảnh giới Niết Bàn có thể bao trùm khắp vô số vô lượng vô biên hữu tình, đại thừa cũng vậy, có thể bao trùm khắp vô số vô lượng vô biên hữu tình. Thiện hiện do nhân duyên này cho nên nói thí như hư không có thể bao trùm khắp vô số vô lượng vô biên hữu tình, đại thừa cũng vậy, có thể bao trùm khắp vô số vô lượng vô biên hữu tình. Lại nữa thiện hiện, ngươi nói lại như hư không, không đến không đi, không trụ, có thể thấy. Đại thừa cũng vậy, không đến không đi, không trụ, có thể thấy. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Thiện hiện vì tất cả pháp không đến không đi, cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Vì tất cả pháp hoạt động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, sắc không đến không đi cũng lại chẳng trụ, thọ tưởng hành thức không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của sắc không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của thọ tưởng hành thức không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của sắc không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của thọ tưởng hành thức không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của sắc không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của thọ tưởng hành thức không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của sắc không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của thọ tưởng hành thức không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện vì sắc thọ tưởng hành thức và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoạt động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện nhãn xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, nhĩ tĩ thể thân ý xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của nhãn xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của nhãn xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của nhãn xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của nhãn xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của nhĩ tĩ thể thân ý xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện vì nhãn nhĩ tĩ thể thân ý xứ và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoạt động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện sắc xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, thanh hương vị xúc pháp xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của sắc xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của sắc xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của sắc xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, Tự tướng của sắc xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ, tự tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì sắc thanh hương vị xúc pháp xứ và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, nhãn giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Sắc giới, nhãn thước giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của nhãn giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của nhãn giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của nhãn giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của nhãn giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện. Vì nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, nhĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của nhĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của nhĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của nhĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của nhĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, tĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của tĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của tĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của tĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của tĩ giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, về tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, thiệt giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của thiệt giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của thiệt giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của thiệt giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của thiệt giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, thân giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của thân giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. bản tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của thân giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của thân giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của xúc giới cho đến các thọ